chết người. Đằng sau. Chết. Xuống xem có chuyện gì không ơi. Mấy anh bên đoàn lên lên có việc gì không? Đây nói chuyện cho xong ấy. Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi. Thằng bạn này cứ đi viện. Nó không biết. Gọi ra đây hôm qua bảo xóa ngay cái clip đi. Ai cho chúng mày đang clip vậy? Bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi. Bọn em đang lên là chuyện bình thường, mấy cả bên nào đúng bên nào sai tất cả mọi thứ nó rõ hết rồi. Nó không cần biết, cứ mở cửa ra gọi cho em nói chuyện mày. Mày anh đi về đi. Nó không có nhà. Cả biết kiểu gì nó ở trong nhà này, cứ gọi ra đây. Gọi ra đây. Không thì gọi điện cho nó về. Bây giờ thì mình mới hậu người đi lên đây sửa xe về anh em mình tháo hết tất cả mọi thứ ra rồi mất bao nhiêu tiền của hậu. Bố một mấy thằng kia đàn vạ không bạn vào bạn đấm được mấy phát. Non vạ mình em ạ. Đây là độ cả lại toàn bộ diễn biến vụ việc ra xem nào. Thôi chốc và mình đã cả hết tất cả mọi sự việc từ đầu đến cuối cho anh em xem. Đâu rồi, chốc đã xong xe mình đã cả toàn bộ cho anh em xem nhá. Hiện tại là xe mình là bị một vết thương khá lớn luôn. Tháo hết bánh này. Đấy, nó không nào đi được anh em ạ. Tất cả bánh tháo hết rồi. Giờ về ăn ruốc rồi. Giờ về mất rất nhiều tiền luôn. Xót quá này thì giờ sau đừng đi tán gái nữa. Đi tán gái rồi toang. Mà đây là nó ke mình một đoạn rất là xa. Nó ke mình một đoạn khoảng tầm hơn 1 km nó hết đánh bóng. Sau rồi nó đâm dầm một phát thì anh em thấy cái vết thương ở trên xe mình. Cái lúc mà nó bốc đầu xong mà nó ngã thì nó mới nao vào đầu xe mình. Thì mình giờ mình phải đi sửa xe xong nó còn năm gian ăn vạ hậu bắt hậu đền tiền viện phí nữa này. Rất là cay luôn. Thôi được rồi hậu ạ. Nhầm xe rồi. Nhầm xe rồi. Ở đây. Nhầm từ đây. Cậu chắc nó bị say sức nhẹ thôi. Độ nhầm xe thôi. Độ ở đây đúng rồi đúng đấy xe họ đấy làm xe anh ạ, xe họ nó bị bong hết bánh anh ạ. Làm xe à? Anh em nhá, thì hiện tại là mình mới hậu rồi mới về được anh em ạ. Vâng. Bật đèn cũng được, bật tắt đèn đi cũng được. Đây giờ về thì hiện tại thời tiết hơi tối một tí nữa mình sẽ cho anh em xem cái chỗ mà xe họ nó bị ấy mới cả nãy lên trên hãng thay mất gần hơn 2 triệu anh em ạ, trước đứt ruột rồi. Là xuống. Được rồi. Đi suốt từ chiều đến giờ rồi mới về anh em ạ. Giờ phải cất xe vào vị trí đã xong rồi mới quay nhau xem được. Rồi đi sửa xe xong rồi lại mất tiền viện phí nữa, rất là cay luôn anh em ạ. Ông gọi nó còn đến tận nơi nó đập uỳnh cửa, xong nó gọi người ra nó bắt đền. Mà thực sự mình anh em cũng trả sai cái gì đấy. Mất hơn 2 triệu. Đấy bạn báo với em, mọi người rồi mất hơn 2 triệu. Thế hôm nay là mình đi sửa xe đấy. Đó, không biết. Cái sai lầm nhỏ nên là mất 2 triệu. Đội review. Quay đội. Bạn review chỗ đâu cái chỗ hỏng hậu đâu. Hiện tại hôm nay là mình đi từ sáng đến tối. Tối mới về nhà. Đêm mới về, bực hết cả mình. Đấy quay được một đoạn ở trên đấy rồi. Bạn chỉ quay được một đoạn ở trên kia rồi lúc người ta lấy xe ấy. Thời tiết hơi tối đi anh em thông cảm anh em nhé. Đâu rồi? Ở dưới. Đây này anh em này. Nó quẹt vào này. Cả bên rìa bên kia nữa, nó có một cái vết xước to đùng ở chỗ rìa xe không nhỉ? Đấy, thì là ngày hôm nay là mình mới độ đi sửa. Hôm qua là bọn nó đến bọn nó cứ hạnh hoẹ anh em mình. Qua lột mở đến tận cửa này, nó cứ quậy ra bắt đèn tiền viện phí. Ui giời ơi. Nhất là lúc này là trên xe mình có cam đúng không? Ở trên xe mình cam mà chúng nó còn ke. Nói thẳng với anh em luôn là chúng nó ke mình với lại hậu ở trên xe là hơn một cây anh em ạ. Chúng nó ke đấy, xong rồi lúc về sau nó bốc đầu thì nó ngã ra. Xong rồi giờ nó ăn vạ là mình là hậu hút vào loa, xong rồi bắt đèn hậu là tiền viện. Cái nó kêu núc thì kêu đau chân này, núc thì lại sang chân này nó đau. Còn tiền viện phí là mình chưa trả được. Tại vì mình chưa xong hợp đồng và chưa làm xong rồi mới nói là chưa trả tiền viện phí đâu được. Thì anh em biết đấy, xe tự nhiên mà đi nó ke mình, nó lặng lách mình không ke. Không phải trả. Đây, bấm hết ra, hôm nay thì mình mới độ lên hãng sửa là mất khoảng tầm 1.810.000. 1.810.000. Thì anh em biết đấy, nhất là mình có sai đâu. Mà nó đi đâu mình, thì đi ô tô.
mình đi mình đâm nó làm mình sai. Nhưng mà thứ nhất là nó ke mình anh em nhá. Nó ke được cái mạng kia thôi. Bên kia của mình là còn bị vắt nữa rồi. Ở chỗ này, đấy. Đây. Cũng ở chỗ bên này này. Cái tầm này là bay hết này. Hôm qua là cái khu nó ke ở chỗ ngoài kia nó ke một đoạn. Đến không đến đầu nó dừng lại. Nó làm nó vặn ngã ra đoạn vạ mà nó cần cứ kêu là ui giời ơi, chân em đau lắm, chân em đau vừa. Mẹ đau, mẹ sút cơ pháp. Thì hôm nay là đi mấy độ là đi từ lên tít trên pho Quảng Ninh. Ngày xưa mình mua xe ấy là mình tiện mình ra ngoài luôn. Thì có tí việc thế là ra rồi đấy. Thì anh em biết đấy, một phát là dầm vát lắc bét xe, nó sốt. Nhưng mà chưa chạm vào nó, mà nó chạm vào mình. Xong nó lôi người ấy, lôi hôm ấy lôi đúng ở chỗ này luôn. Nó lôi đúng ở chỗ này, nó lôi ra chỗ này, xong nó ăn vạ mình. Còn lúc đầu là mình với Hậu đã đi rồi. Thì đi đến cái đoạn dưới kia là nó chặn đấy, nó bắt đèn, nó đe dọa. Xong rồi ngày hôm sau là nó đến tận nhà, cái tận chỗ mình với Hậu thuê trong này này. Đấy là nó cứ gọi ầm lên, nó bắt ra đàn cho nó. Mẹ giờ nó sai, nó bị ngã ra giờ nó bắt đàn mình. Nó ăn vạ mình các kiểu ấy. Như Độ biết đấy, một cái sai lầm nhỏ thôi. Mình thực ra là mình không may thôi. Xong rồi nó đi đến, nó hạnh huệ mình. Mà Độ biết đấy, đi sửa xe các bạn như nào ấy, nó mất rất nhiều thời gian, mất tiền đấy chứ. Đi suốt từ lúc trưa đến tận giờ là tầm 6 giờ chiều ấy anh em ạ. Thì mới về đến nhà, xong rồi giờ mẹ mất bao nhiêu thời gian, chả làm cái gì, bao nhiêu tiền. Giờ Hậu bắt đèn, nó bắt đèn Hậu cũng mà chết. Thế không đèn đéo đèn, mẹ giờ thằng nào đến đây bằng chắc chắn thấy thằng đâu thằng thì sao hôm ấy đấy vậy gì nữa, bạn đang buồn đấy này. Ôi mấy bạn ôi nó kéo đông quá, bạn sợ ta đang buồn đấy. Hôm nay đi với Độ lên là xem xe hỏng các kiểu như nào thì anh em biết đấy, một phát nó lắp bét xe ra. Bây giờ thì xe mình chán lắm rồi, giờ nó hạ bánh các kiểu rồi. Lúc sáng này mình còn thấy nó nhấc cả xe Hậu lên để kiểm tra tất cả mọi thứ như kiểu ở gầm này, mấy cả cái chỗ rìa này nữa. Thế sao sáng này Độ nhầm ấy, nhầm xe. quên nhầm xe, quên xem xe có phải gì không, chắc không phải gì. Lấy cái ấy bịt đấy đi, lấy cái gì, lấy cái chăn. Tí hôm nay là vừa giờ tiện đi chợ mua được ít đồ luôn, tí là tối nay ăn. Đây xe đây, nắp bét tết rồi, nắp bét xe rồi. Kệ. Mà thời tiết bây giờ tối quá đấy nhỉ. Bực. Mà hôm nay con hạnh huệ em nó nữa chứ. À hôm nay nhỉ. Cố xe. Dạ. Tối om rồi anh em nhé. Có ở nhà nói chuyện tối lắm rồi. Anh em thông cảm mình, bởi vì là đi sửa xe với Hậu giờ mới về được thì tiện thì quay luôn cho anh em xem. Về nhà tí lại phải đóng cửa. Chán, mất bao nhiêu tiền, không còn có cả tiền ăn nữa anh. Ngày hôm nay mình tiêu nhã phải rơi vào tầm 3 triệu, ngày hôm nay được gần 3 triệu. Ê, lên tầm đồ gì đồ dầu nữa nhỉ? Đồ dầu mất 500, sửa xe mất 1.8 triệu, có thế cũng không hết nhiều lắm. Thằng đại xe mất khoảng tầm 2... Hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu một tí. Một ngày đi từ sáng đến tối mất hơn 2 triệu anh em ạ. Tôi đi vào đi mũi lắm rồi. Đi vào nhà nói có cầm đồ không? Có chứ. Nên lấy chìa khóa. Đây. Đến hết cả người. Bực. Lạnh quá. Mua được ít rau với 2 quả trứng. Tối về anh em hấp được cơm ăn. Ăn thế thì ăn. Ôi trời. Anh ơi. À chúng nó đến luôn, ăn uống vất bừa bãi hết rác đi được. Đánh lại phải chấm bỏ. Con này phải tinh độc. Nay mình thứ nhất là mình bận, hai là anh em mất cả ngày không làm được việc gì. Mất bao nhiêu thứ tiền. Chú, hôm nay chú đang đến đâu chú? Hôm nay cho sửa xe hết hơn 2 triệu chú. Vâng. Đi. Đâm vào cả. Vâng. 2 triệu. À, chờ nó không lên là đấy cả. Giờ chúng nó lại đến đây, nó lại đặt họp ở đây đây. Đấy thì cái xe vấn đề xe của họ bên này bọn kia thì nó chắc không dám đến đâu, bởi vì nãy mình về mình hỏi chú trọ là hôm nay có đến không thì chúng nó bảo là không đến nữa rồi, chắc là cũng không vấn đề gì xảy ra nữa đâu. Nhưng mà mình rất là bực, bởi vì là hôm nọ chúng nó đến tận nhà. Chúng nó kiểu như kéo một đàn, một lũ đến chúng nó ăn vạ, bắt đàn Hậu là tiền viện phí, đau chân. Mà thực ra chúng nó là người hút vào Hậu chứ đâu phải là lấy đâu, mà nó còn ke Hậu đấy chứ.
Được rồi, nếu anh em nào cảm thấy video này hay thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Đồ Mèo, và nếu anh em nào quay tưởng hay thì hãy comment ở phần bình luận nhé. Chào tất cả em, bye bye.